một ngày mới sẽ bắt đầu trong 2, 2, 1. Hôm nay mình có khá nhiều hoạt động nha. Giờ mình phải gấp rút đi vô chỗ làm nhé hả. Chào các bạn sau. Mình đang ở chỗ làm rồi đây. Mình phải yên ăn lắm. Thì sáng nay gặp mình kiểm tra phòng cháy chữa cháy, cho nên là mình phải vô hỗ trợ support cho các bạn kia. Thằng kia thì gặp lại các bạn sau chút xíu, mình hỗ trợ chút xíu. Mình có tiết học vào lúc 9:40. Hôm nay sẽ là một ngày khá dài đây. Đến giờ mình đi học rồi. Bây giờ là 9:37. 9:50 mình học. Mà 6 giờ qua phòng chữa cháy ta chưa qua nữa. Thôi bây giờ mình phải dậy học thôi. Người ta vừa mới vô. Phải. Người ta vừa vô thì mình về. Hết tiết học rồi. Bây giờ mình đang ở Bixi. Mình đón mẹ mình qua một cái siêu thị khác. Trời nó nóng kinh khủng. Quá cái đó. Bixi bắt đầu bán nước ngọt ở ngoài quầy rồi đó các bạn. Nóng đéo chịu được. Nãy ngồi học uống rượu ở trong. Nóng gió. Hên là còn được chút gió đó. Giờ là 11:21. 11:30 mẹ mình mới ra. Trời ơi. Sao mà chiều nay còn phải học 6:78 nữa chứ. 1:30. Ra trễ quỷ vậy. Dạ sôi mỡ. Ê hấp dẫn nha. Mình vừa mới ăn cơm với mẹ mình xong. Mẹ mình đi làm rồi. Rồi bây giờ mình phải đi ship cơm. Đi mua cơm cho bạn mình. Đi mua cơm cho bạn Linh. Không. Mua cơm gạch xoay mỡ cho bạn Linh ăn. Bạn Linh đi làm. Trời ơi trời, cha đâm qua cha không dình tôi hết cha. Mốt phải gọi là sinh nhan bất tử. Mua gắn cho em một cái sinh nhan bất tử. Mà sinh nhan không có. Giờ ngó ai hết. Ôi em trái. Chúng ta đã gần đến địa điểm rồi. Đây là Vincom Xuân Khánh. Cao, hiện đại, đẹp đẽ đồ, các thứ. Quảng tôi đâu ta? Gông cha. Đứng trước cửa gông cha.
thang giấy nè. Sự cố nhỏ, cái mic của mình nó bị rớt dây ra. Thôi em có thể thông cảm. Giờ mình phải kiếm một quán nào đó mình tá túc để mà xíu chưa còn đi học nữa. Họ nói nhà bất tử, nhà bất tử qua rồi lại không qua, không qua rồi lại qua. Lại đi Úc 12 nữa rồi. Úc 12 có xa trường mình nữa không ta? Suy nghĩ lại. Ồ, này làm sân khấu gì vậy ta? Ồ, lại khai trương quán cà phê à? Nhìn này lắm quán cà phê vậy. Thử hết mấy cà phê đường này chứ hơi bị cực rồi. Trời đất ơi, nó chạy chậm chậm cho quẹo thì không quẹo đâu, chạy được nữa cái cua rồi mới bắt đầu quẹo. Chán thiệt. Vì thời tiết mực nọ cho nên chủ đã gợi ý cho mình qua đây ngồi để anh mở ra cái máy lạnh đó cho mình. Thích thế. Rượu ở đây cho đến 1:30 rồi mình đi học. Ôi sướng, chắc ngủ luôn á. Máy lạnh quạt nữa. Nhưng mà có cà phê sữa. Mình đã vừa tắm rửa thay đồ được xong, bây giờ chuẩn bị ăn cơm thôi. Nay nhà ăn món cũng hơi bị đặc biệt một xíu. Later.
chỉ có ăn cơm rồi ở nhà thôi. Nhưng mà mình thèm bánh lăng quá cho nên mình rủ bạn Linh đi ăn bánh lăng. Thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi ăn bánh lăng cùng mình. Đó, đường nhà mình. Nhà mình ở trong hẻm khá là sâu. Cho nên là nó cũng không có được đông đúc lắm. Thôi gặp các bạn ở chỗ bánh lăng nha. Đây là quán bánh, đây là quán bánh lăng gần nhà mình. Em ăn chạy đi. Siêu đâu? Siêu cà phê hả? Siêu cà phê. Siêu cà phê. Em nhớ là Gia U mới có Siêu, bánh lăng mới có Siêu. Thì thay vì người ta bỏ Siêu Gia U thì người ta bỏ cho bánh lăng cũng được vậy. Làm như bỏ là bánh lăng nó phản ứng hóa học à? Bữa nay là ngày mấy trường cấp 3 hội chợ xuân nè. Mình phải làm thêm một hũ sữa chua nữa. Lợi cho tiêu hóa. Chán lắm mấy bạn. Đừng có nghĩ là có ghệ là sướng. Cái gì vậy? Cái gì nhỏ nhỏ vậy? Gia U này ngon lắm. Xào chua, xào chua. Nói gì nhỏ nhỏ nãy vậy, nói lại anh. Nói lại ơi. Cái gì? Nói gì á? Sao cái tông nít nè, nói gì vậy? Có nói gì đâu trời, khùng cái gì á? Em nghe mà. Bữa cầm ơi. Có khi gô nữa nè. Bữa cầm ơi. Đó. Tao đâu có điếc đâu. Mày nói như bảy làng còn nghe. Hồi nãy các bạn vừa xem là bạn nữ cầm làm cho mình. Bây giờ mình làm lại nè. Khác biệt không? Không biết nữa, không biết khác biệt không? Em quay coi nãy có một tay à. Ai cứ ngu. Cái này 5 ngàn, cái này 6 ngàn.